trước, quý vị đã cùng chúng tôi đi rong ruổi nhiều nơi tại mảnh đất Bảo Lạc, khám phá những nét đẹp văn hóa của bà con các dân tộc nơi đây. Trong chương trình này, chúng ta tiếp tục ghé thăm một địa điểm có khung cảnh tuyệt đẹp như hình ảnh trong các phim cổ trang. Đây cũng là điểm đến cuối cùng trong series khám phá Bảo Lạc lần này. Nào, cùng theo chân chúng tôi nhé! Từ thành phố Cao Bằng đến với thị trấn Bảo Lạc theo đường quốc lộ 34 thì chúng ta sẽ đến với xã Huy Giáp. Đây là một trong những nơi trồng trúc lớn nhất của tỉnh Cao Bằng. Và trên đường vào thì chúng tôi đã bắt gặp những bó trúc của người dân vừa mới thu hoạch chuẩn bị đem đến những nơi sản xuất và tiêu thụ. Chắc chắn là hình ảnh trong chương trình ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vời. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Đường quốc lộ rẽ phải theo hướng từ thành phố vào chừng chục km, xã Huy Giáp hiện lên yên bình khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Một màu xanh của cây rừng và những tán trúc rải rác, không khí trong lành, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách khiến cho con người ta cảm nhận mình đang lạc vào một thế giới khác, bỏ qua mọi bộn bề và lo toan. Nơi đây là nơi sinh sống chủ yếu của những người dân tộc Dao Đỏ. Họ sống êm đềm từ đời này qua đời khác trên mảnh đất thanh bình này và tràn ngập nụ cười. Bảo Lạc và Nguyên Bình được coi là đất trúc ở Cao Bằng. Trúc xào được trồng thành vùng tại các xã Huy Giáp, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Đình Phùng của Bảo Lạc. Trúc xào đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Chỉ tính xã Huy Giáp, hiện đã có hơn 1.000 hecta trúc xào, có diện tích trồng trúc xào lớn nhất huyện Bảo Lạc. Theo thống kê hàng năm, người dân xã Huy Giáp xuất bán khoảng 1.000 xe trúc xào, thu nhập gần 9 tỷ đồng một năm. Bình quân mỗi hộ trồng trúc xào bán từ 3 đến 6 xe trúc một năm, có hộ bán từ 15 đến 30 xe trúc một năm, với giá bán dao động từ 8,5 đến 9 triệu đồng một xe 5 tấn tùy theo từng loại trúc, nên nhiều hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng từ tiền bán trúc xào. Nhờ trúc, các gia đình ở đây có cuộc sống ấm no, mua được nhiều tiện nghi như xe máy, tivi, tủ lạnh, phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Bảo Lạc có nhiều xã trồng trúc nhưng có lẽ được chứng kiến tận mắt ngay hai bên đường như thế này thì chỉ có ở lũng bán Huy Giáp mà thôi. Con đường trúc là một biểu tượng của Huy Giáp Bảo Lạc. Trúc sinh trúc mọc đầu đình, em sinh em đứng một mình vẫn sinh. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang lạc vào một rừng trúc vô cùng tuyệt vời, với tiếng chim hót líu tít, tiếng gió xào xạc và một màu xanh ngắt của thiên nhiên. Rừng trúc Lũng Bán, xã Huy Giáp là một địa điểm quý vị và các bạn không thể bỏ qua khi đến với Bảo Lạc. Anh Chu Văn Trường, chủ vườn trúc tại Lũng Bán, sẽ đưa chúng tôi đi thăm và tìm hiểu về loài cây này. Gia đình anh Trường đã trồng trúc từ những ngày đầu vào những năm 90 và chứng kiến sự phát triển nở rộ của trúc khoảng 10 năm về trước. Những đồi trúc bạt ngàn xuất hiện mang lại sự đổi thay cho vùng đất này. Anh Trường ơi, đây em thấy có những cây măng mà đủ kích cỡ, cây cao, cây thấp, vậy thì là nó sinh trưởng và phát triển như thế nào ạ? Thì nói về sự phát triển của cái măng ấy, nó là như thế này, nó mới mọc được khoảng chục ngày thôi. Chục ngày mà đã lớn bằng này rồi ạ? Lớn bằng này rồi, nhanh lắm. Rất là nhanh. Rồi đến mùa mọc thì mọc rất nhanh. Vâng. Khi cây già còn ấy, nó mọc theo cây già lên, khi nào mà nó vươn lên ra khỏi ngọn, có đủ ánh sáng thì nó mới sống và cây nó mới đẹp. Em thấy ở đây có cây măng nhỏ, cây măng to này thì là sau này nó lại thành những cái cây trúc như thế này ạ? Vâng, cây to thì nó măng to thì cây to. Măng nhỏ thì cây nhỏ nhỏ. Vâng. Về cái sự phát triển của cái măng là nó mọc lên khỏi mặt đất, nó to bằng nào là cái cây nó lớn bằng đấy rồi. Nó không to như cái cây lấy gỗ đâu. Vâng. Thế là bây giờ mình đi lấy giống thì mình cứ chọn cây to, cây măng to là được đúng không ạ? Không,
gọi là mình cứ trồng đại trà bình thường, là cây to cây nhỏ đều được. Vâng. Về nó phát triển về sau thì cái rễ, cái đất tốt thì nó phát triển tốt thì măng nó khác tự lớn thế thôi. Vâng. Khác to thôi. Vâng. Đấy, chủ yếu là mình đi chọn giống ấy, đi lấy cái gốc trúc mình đào thì phải lấy cái rễ nó dài và nó phát triển tốt. Mỗi bên cái rễ nó khoảng tầm 40 phân thế là được. Vâng. Phát triển tốt, trồng cây nào cây đấy. Những cái xã Huy Giáp này là trồng trúc là hầu như cả xã chỗ nào cũng trồng được. Em vừa mới đặt chân đến xã một cái là em cảm thấy khí hậu nó mát mẻ hẳn ấy. Rồi. Đặc biệt là lúc lên đến ủy ban xã, chỗ cao nhất của xã thì cảm thấy là cái gió nó rất là mát rồi. Đất là khí hậu thổ nhưỡng là nó hợp với cây trúc rồi. Bởi thế mà ở Cao Bằng thì có hai cái vùng trồng trúc nổi tiếng là ở Bảo Lạc và Nguyên Bình, thì hai cái vùng này đều là có khí hậu mát mẻ đúng không ạ? Vâng. Cây trúc này thì đã mang lại cái nguồn thu nhập như thế nào cho người dân ở đây ạ anh? Này cũng có rất nhiều hộ là thoát nghèo nhờ trúc đấy. Ví dụ như bãi này đây, ngày trước nó cũng chỉ là một bãi giấy hoang trồng ngô thôi. Vâng. Đất cằn đất. Đấy, thứ nhất là người dân không có tiền đầu tư, không có phân bón thì nó trồng cây ngô không là không được. Vâng. Mỗi năm cũng phải đói mấy tháng trời. Vâng. Nhưng hôm sau về do nhờ các chương trình của 30A, chương trình nhiều chương trình khác nữa. Bây giờ là rất nhiều hộ thoát nghèo nhờ cái trúc. Bây giờ trúc là một thế mạnh, cái mũi nhọn của xã rồi. Và kiếm được tiền nhiều này, rồi là mang lại cái thay đổi cho bà con. Và đặc biệt là đây cũng là một cái hình ảnh của Huy Giáp. Mà người ta đến với Huy Giáp thì sẽ nhớ đến những cái hình ảnh đó là những cái rừng trúc bạt ngàn. Quá là tuyệt vời nhỉ, đúng không ạ? Trúc Huy Giáp là loại trúc được đánh giá với chất lượng rất tốt, với những cây trúc dài, thẳng, mọc đều và có màu sắc rất là đẹp. Đến rừng trúc vào mùa xuân thì du khách có thể bắt gặp những cây măng đang vươn mình bên cạnh những cây trúc. Và tốc độ lớn của măng thì rất là nhanh, chỉ sau 2 tuần nữa thôi là quý vị và các bạn sẽ không còn nhìn thấy những cây măng này nữa, vì chúng đã vươn mình lên và trở thành những cây trúc rồi. Chỉ sau một đêm thôi, tốc độ lớn của chúng có thể từ 1 đến 2 đốt, rất là kỳ diệu phải không ạ? Với những ai từng yêu phim kiếm hiệp, từng ao ước được một lần có cơ hội check-in tận mục sở thị bối cảnh rừng trúc trong phim, thì hãy xách ba lô lên và đến ngay rừng trúc xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Một không gian mới lạ sẽ đem lại cho bạn những cảm giác tuyệt vời, khởi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Hãy thử nhé!